Xin chào anh em. Với một đôi loa rất là chất lượng, nhỏ gọn và rất được nhiều việc sân khấu chuyên nghiệp, để ngang monitor hay karaoke gia đình hay cà phê ca nhạc, phòng trà hay lắp nhà thờ đều ok, giá rất rẻ. Và sau đây anh em sẽ xem clip nha. Thôi có quên chuyện buồn, mùi dư âm ngày xưa, biết nói sao cho chuyện tình như nắng như mưa, những ước nguyện ngày xưa em đừng đi vào mưa, tình duyên kết sẽ gió trời. Cấu hình một bát 20 và một tép. Dòng này là dòng chuyên nghiệp. Dòng chuyên nghiệp phù hợp với karaoke gia đình, cà phê ca nhạc, phòng trà, phù hợp với nhà thờ, lắp cho nhà thờ. Đó. Một bát 20 với một tép kèn, côn tép là côn 44, bát là côn 51. Với thiết kế rất là chuyên nghiệp, tất cả có những cái ốc đai để bắt dọc, bắt ngang. Những hàng chuyên nghiệp thì mới như thế này. Và con này là được sản xuất tại Trung Quốc, hàng của công ty xịn sò cho anh em. Với mã là Malata MA1208, RMS từ 150W đến Tech Power là 300W trên một thùng. Và có hai giác lưu trích để chúng ta live với nhau. Đây chúng Tứ đang đánh hai kênh và live 4 con loa vào nhau. Công suất nó rất là gấu, và đặc biệt là nó rất là chất lượng. Chất âm nó rất là êm dịu và nó không chói anh em nhé. Nó không bị chói tiếng, nó không bị xé tiếng. Và tiếng mic rồi tiếng nhạc nó rất là dày và lực. Rất là dày và lực. Anh em nào mà quan tâm cần xem nội thất thì có thể inbox cái Messenger hoặc là Zalo cho Dư Tứ. Zalo là 0974652663. Nick Facebook là Phạm Dư Tứ anh em nhé. Và Dư Tứ về được 10 đô. Đấy, đây anh em. 10 đôi anh nhá. Và bây giờ cho anh em nghe, cho anh em nghe cái tiếng mic, tiếng micro nhá. Bây giờ tớ dùng một cái mic BBS, mic dây. Nghe tiếng mỏng trước nhá. Alo. 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Chế độ đi vào anh em nhé. Alo. 1 2 6 7. Alo. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Alo. 1 2. Cho anh em nghe cái chế độ echo nha.
1 2 6 7 1 2. Tiếng mic rất là dày anh em nhé. Tuy rằng là bass 20 nhưng mà cái tiếng có cái tiếng mic low ở cái tiếng micro là rất là dày. Nếu như mà anh em một cái phòng mà tầm khoảng 4 đến 50 m2 thì đánh hai đôi này. Còn nếu như mà phòng tầm 20 đến 25 m2 thì chúng ta đánh một đôi này và một con súp 30 súp điện hoặc súp hơi là được rồi. Nếu như đánh phòng 50 m2 thì hai đôi này và một súp đơn 50 anh em nhé. Rất là phù hợp. Súp đơn 50 phải gấu đấy, bởi vì là con 40 kia là dư tứ mở là nó chỉ ngang ngửa một đôi này thôi. Đánh con này đánh rất gấu. Để rồi người phụ ta, người vui bước chân xa. Bây giờ cho anh em nghe một ít nhạc acoustic và một dòng nhạc đàn nha anh em nhé. Bắt mắt và rất là đẹp anh em nhìn này, cái căng này, cái căng là bắt ốc ở trên nha, bắt ốc ở trên cạnh viền này không có ốc, giấu ốc, cái căng thì có hai ốc thôi, ốc ở trên đây và ốc ở trên đây, quạt nó vào và bắt đó. Sơn tĩnh điện rất đẹp, thùng cũng thế, chất sơn của thùng chất gỗ. Tem này là tem bằng nhôm anh em nhé, tem bằng nhôm. Với khá nhiều không gian mà chú đã nói ngay clip lúc đầu mà giá rất rẻ anh em nhé, mấy triệu rồi, chỉ có mấy triệu bạc một đôi. Anh em nghe cô thích nhé. Khi nào phải là cuối sân tìm nghe nào nào trong lòng rất nhớ em ơi, khi lòng cho yêu tìm trong cô đơn là ngàn tình yêu. Người yêu ơi, rằng trong tim yêu em lòng không phai, tình đôi ta nguyện mai sau. Người yêu ơi, một lòng không phai, chẳng muốn nói rằng hết ký ức để sẽ mãi yêu trọn đời. Con người đôi đây tình có đôi nhiều sóng gió, trước trên đường đời bao nhiêu đổi thay. Tình là chi, đời là chi, sao tan buồn đâu. Tình sẽ chết, đời sẽ hết, hoàn chất nhất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Chùm phượng vĩ em cầm là tôi 18, thuở chẳng ai anh thầm lặng mối tình đâu. Ngoài cửa lớp là áo hay bay
giấc mơ là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Số điện thoại Dư Tứ dùng Zalo hoặc là Facebook Phạm Dư Tứ, anh em có thể kết nối Facebook Phạm Dư Tứ hoặc đăng ký kênh YouTube Dư Tứ Music Audio nhé. TikTok của Dư Tứ âm thanh nhạc cụ. Ok, xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip sau.